ăn cho nó hết luôn. Dạ. Tấm mỡ thì. Rồi cả. Ông bà ăn lá đủ cả nhà. Bữa này mà tôi ăn vừa ăn no là được hết đó. Rồi có đắng không ông? Ăn no là đắng được không? Đắng quen là không có thử gì hết. Dạ. Con thấy đắng quá trời luôn á. À. Ông dành ăn nguyên một tô luôn à. Đắng là mình ăn lặt là không có ăn là mình thèm á. Dạ. Ông dành ăn nguyên một tô luôn. Ông không cho bà ăn à? Bà không ăn nữa. Dạ. Bà ớn rồi. Bà không ăn nữa. Ông ăn hết luôn. Mà mình lên nếu con là mình ăn còn ăn nữa. Dạ. Rồi húp nguyên tô luôn. Chút nữa là cắn tô á. Chút nữa là cắn tô luôn. Ông vui tính ghê không? Cô chú anh chị thân mến, hiện tại thì Xuân Ngọc đang có mặt ở trên khu vực vườn núi. Thì hôm nay Xuân Ngọc dẫn cả nhà mình đi thăm hoàn cảnh của hai vợ chồng ông cụ bà, không con không cháu, hai vợ chồng sống nương tựa với nhau ở trên khu vực rừng núi này. Và phía sau ở Xuân Ngọc đây là căn nhà của hai vợ chồng ông bà. Và Xuân Ngọc hy vọng là cả nhà mình cùng đồng hành với Xuân Ngọc vào trong thăm hoàn cảnh của vợ chồng ông bà nhé. Hiện tại bà đang nhóm lửa, không biết là làm gì đó cả nhà. Con chào ông bà. Ông bà đang làm gì vậy? Không làm gì đâu. Dạ. Hồi tối là mấy giờ ông bà về? Hả? Hồi tối là mấy giờ ông bà về? Đi xuống dưới một chút thôi. Xuống một chút thôi. Về liền. Dạ rồi về liền. Chừng 8 giờ. Dạ. À, đây con gửi cho ông bà bao gạo 25 kg nha. Dạ. Này, để con khiêng vô cho ông. Để được. Con đi vô đây con khiêng cho. Đó. Ông khiêng nổi không? Được. Wow. Gạo là còn bao nhiêu kia hả ông? Đó, biết gì dạ. Để có cầu kia biết. Đây, để con khiêng vô cho ông cho. Đây ông. Nặng lắm. Đây đó, đây đó. Đây. Rồi, là gạo hôm bữa là ông bà nói là gần hết rồi. Là còn nhiêu đây. Đúng không ông? À, như đây chắc cũng khoảng cỡ được 3 kg hơn cả nhà. Hôm nay sẽ con đem lên tặng cho ông một bao gạo to đùng luôn. Ông vui không? Ông ơi bây giờ mình ra ngoài nha ông. Dạ ra ngoài trò chuyện với con một tí nha. Ủa bà đi hái lá đủ hả? Ủa hôm nay mình hái lá đủ ăn hả bà? À, trời ơi, cây đủ còn lá nữa đâu mà bà hái ăn vậy? Wow. Cây đủ mà còn lá nữa đâu mà bà hái ăn nè. Hái có hai lá hả bà? Có hai lá này thôi, không có lá mà hái nữa. Dạ. Ô bên kia cũng chùi lũ luôn. Cái này là la lá nào là bà hái lá đấy luôn cả nhà. Hái muốn chùi cái cây luôn rồi. Wow. Bà ơi, hôm nay con có một cái bất ngờ gửi tặng cho ông bà là con có mua cho ông bà là một ký ký thịt, trong này là hơn một ký thịt, một ký thịt heo. Dạ để cho ông bà nấu ăn nha. Anh nói thịt ăn heo tư không? Nè ông bà. Không có nấu ăn bán lại. Bây giờ là mình đi rửa thịt mình nấu ăn ở đâu bà? Rửa đây luôn hay rửa đâu? Rửa đây không được. Còn hết. Còn cái này là bà biết cái gì không? Bà, còn cái này là bà biết cái gì không? Cái này nè, con thì con cũng không rõ nữa nhưng mà cái lúc trước là ông bà cô chú anh chị nhà Hảo Tâm á nói con mua thịt với lại mua cái này nè. Dạ thì con chỉ biết mua cái này thôi chứ con không biết mua cái gì nữa. Đây cả nhà, hôm nay là Xuân Ngọc mà mua đúng hơn là một ký mốt thịt. Rồi hai quả cái này cái gì cô Ngọc cũng biết tên luôn cả nhà. Đây, bắp cải à. Đây là bắp cải cả nhà, đây thịt. Ở trong bà hôm nay là ăn một món ngon. Chứ bây giờ này ông bà hái lá đủ ăn rồi.
Ông bà ơi, đây bây giờ bà làm đi, bà biết nấu không? Biết chứ. Dạ, bây giờ bà nấu cho tụi con xem thử nha. À, cái son tiếng không bà. Thôi lửa cái là mất hết. Rồi bây giờ là mình cháu lên cho mà chú cũng muốn đi rừng này. Dạ, là bây giờ ông chuẩn bị đi rừng. Ờ, chưa đâu. Dạ. Hôm nay cháu cháu nhắn là bà ơi, bà có cái rổ không? À. Cũng nghe. Cũng không mấy con bà hát cho la rất cho trời. Hắn giống luôn. Là bây giờ thịt là mình rửa đây luôn hả bà? Hay mình ra suối? Ra suối rửa ha. Dạ bây giờ là ông rửa hay là bà rửa? Bà rửa chứ. Bà rửa. Vậy bây giờ con đi cùng bà nha. Con đi cùng bà ra suối nha. Ra suối rửa thịt, rửa đồ ăn nè. Nha. Là bây giờ bà chuẩn bị nấu cái gì đây? Nấu lá đủ ăn chứ. Lá đủ hả? Thôi bây giờ có này rồi, lá đủ chi nữa? Bà. Có cái này rồi. Cái này ăn sao? Nấu riêng. Ờ cái đó nấu riêng. À. Lá đủ là vẫn cứ ăn. Cả nhà. Lá đủ là vẫn cứ nấu để ăn, còn thịt là nấu riêng để dành ăn riêng. Là bây giờ là bà đã dự định là mình nấu thịt với cái gì rồi bà? Là bây giờ là mình nấu canh nè, mình ăn. Rồi cái mình cắt ra một nửa, mình kho. Kho cái để dành. Cái này hình như là ba chỉ hay sao cả nhà ơi? Phải ba chỉ không? Sao Ngọc cũng biết nữa. Thấy có da nè, có mỡ nè, có thịt nè. Là ba phần rồi, chắc là ba chỉ rồi. Bà ơi, bây giờ là để cho ông luộc lá đủ đi. Bây giờ mình đi rửa thịt nè. Rồi mình về mình nấu ăn nha. Chứ để lâu quá thịt nó ương. Không có ương. Mấy răng này không có ương hết. Dạ. Bà hái thịt tươi không? Bà. Bà hái thịt tươi không? Dạ. Đi bà ơi. Bà ơi, đi con với bà đi ra rửa rồi xong rồi về nấu ăn. Có gì cho con ăn chung nữa. Ông bị bệnh hả? Ông bị bệnh hả? Không có bệnh. Dạ. Là bây giờ mình chuẩn bị đi rừng là mình đi rừng mình làm cái gì ông? Ờ, đi rừng trên dây cuộc làm chuồng dê đó. À, ông làm chuồng dê hả? À. À cái chuồng dê kia. Ờ. Ồ, bây giờ ông dẫn con ra xem cái chuồng dê mình chuẩn bị làm đi ông. Con thấy xa xa là con thấy đẹp rồi á. Đâu, làm chuồng bùi cho nó ở chứ. Ông bà làm hay sao? À, mình nó chứ làm. Ai một làm? Mình ông làm thôi. Ờ. À, là mình đi lên rừng mình chặt là 2-3 ngày. Ờ. Chặt cây. À, mình làm bao nhiêu này là mấy ngày rồi ông? Cái đó hả? Dạ. Đó làm cũng được 2-3 ngày rồi. 2-3 ngày rồi là như thế này. Nãy giờ cũng đi kiếm dây dạ. Cục á. Là bây giờ là mình dựng lên như thế này là mình cột dây ha không? Ờ, cột dây rồi bắt đầu dạ. Là mình làm đủ xong làm cứu bên này này. Làm cứu bên này dạ. Là làm đủ xong là cho nó ngủ trong này. Dạ. Là hai con mình phải làm cho nó nhỏ. Mái là mình lợp bạc. À, lợp bạc. Bạc này mình mua hay là bạc cũ của mình? Bạc bạc cũ. Bạc cũ của mình lại. Ờ. À, là ông làm cái chuồng dê này cả nhà. Cái nhà cho dê ở nè. Không có dây kẽm mà cũng không có đinh không để mà đóng luôn. Không có dây kẽm tiền ở đâu mà mua. Ông sử dụng bằng dây dây từ những cái dây cây á, dây rừng á, dây rừng nè. Để mà buộc lại mà ông buộc chắc ghê không? Ông buộc chắc cực kỳ luôn nè cả nhà. Ở dưới này ông cũng buộc dây rừng luôn. Rồi như căn nhà này là được mấy con dê ở không? Đây hả? Dạ. Thì nó muốn để là nó có để tốt là cũng như là 4-5 con nó ở cũng được mà dạ. Đây làm cho nó nhôm là nó còn ít 2 con đó. 4-5 con vẫn ở được. 4-5 con thì mình làm lại thêm nữa. Dạ, 4-5 con thì mình làm cho nó rộng ra nữa. Ờ. Dạ. Hai con dê đó hả? Dạ. Đó cuộc đang cỏ bên này nè. À. Là ông cột ở trên núi trên kia. Ờ, cột tại đây này, cột gần. Dạ, dạ. Cột cũng... đó không phải như con bò đâu. Cái chuồng heo của ông bà. Thì ông bà nghiệt cái là ông bà nuôi một chú heo đực. Cho nên là ông bà nuôi cũng rất là lâu rồi. Rồi nó cũng không có sanh sản ra cả nhà. Heo đực. Sinh sản đâu cũng được, đâu cũng phải con cái đấy chứ. Nếu như mà lúc trước ông bà nuôi heo cái thì có thể là nó sanh sản ra được. Đấy, cả nhà mình cũng thấy đó là một chú heo đực rất là to luôn. Ông bà nuôi cũng khá là lâu rồi đó cả nhà. Rồi
hiện tại bây giờ là ông bà tính là chỉ có thể là nuôi cho nó dần lớn đi, rồi rồi sau này ông bà có mất thì làm đám cho ông bà. Thì cái câu chuyện là ông bà chia sẻ cho Sơn Ngọc như vậy. Ông ơi, cái cây này là cây gì á ông? Cây này không biết tên đâu. Không biết tên à? Không biết tên, cứ cây mà mình chặt được là mình chặt làm thì làm gì đâu. Con thấy cũng chắc ghê ông ha. Chắc đâu, lâu lâu nó một nó cũng ăn á chứ. Dạ, một nó ăn. Ừ. Thì thôi bây giờ là con với ông lên phụ bà nấu ăn nha. Ừ. Dạ, để trưa đây có cái ăn. Hôm nay con mua thịt lên cho bà ăn ngon bữa. Ừ, cười nó chưa. Ủa, ở trong này cái gì không? Hả? Cái này là cái gì không? Có gì đâu, đây là chút chút giả cắm heo được, còn mình ăn mình giả. Ủa, ở trong này nó mọc cái gì nè ông à? Ở như nấm vậy á. Không biết cái này là cái gì. Cái này nhét vô. Nhét vô hả ông? Ông lấy cái gì ông nhét vô nè, cái này nè. Đây hả? Dạ. Cái cây, cái cục khác mình thấy dạ. Mình làm cho nó cứng, mình giả. Dạ, một khúc cây rồi ông nhét vô. Ờ. Cái dạ. Này cái hương nè. Dạ, hương luôn. Ờ, hương. Dạ. Cái này là cắm kê nè. Ông giả gạo. Ờ, giả dạ. Gạo, giả cắm này đó. Dạ. Cái này cắm xe nè. Bên này ông? Bên này là gỗ cam xe. Ừ, cắm xe đó. Rồi rồi ông để giả thân cây chuối cho heo ăn. Ừ. Dạ, làm canh cho heo. Là hai nhà ông bà có hai cái cối to đùng luôn. Dạ cả nhà mình ơi, thì bây giờ là Sơn Ngọc đi cùng với bà đi ra chỗ suối hàng ngày là ông bà lấy nước về sinh hoạt đó. Rồi sáng hôm nay là ông bà ra để mà rửa thịt luôn cả nhà. Suối là mình phải đi ra khúc chỗ núi này hả bà ha? Dạ. Bà mang đôi dép giống con như vậy? Bà mang đôi dép giống con như vậy? Dép này dép con không cho bữa. Dạ, nhiều quá bà. Nhiều quá. Dạ. Rửa hành. Đây nè, con lặt xong rồi. Cái này nè mà rửa lại, tại vì cái chỗ này là nó hơi sâu một tí thì rửa nó dễ hơn, cái nhà chỗ này nó cạn quá. Mình bỏ chung ở đây luôn đi bà. Hai củ này nữa. Con lặt bỏ hết mấy cái ở ngoài nha bà, nó bị dập á. À. Ok, hết rồi bà ơi. Cái này là mình đem về nhà mình vứt. Ừ. Dạ. Con về trước nha bà. À. Về tới nhà rồi cả nhà mình. Giờ là xong rồi, giờ sạch sẽ rồi, giờ cái bà nấu ăn. Ông biết nấu ăn không ông? Ông biết nấu không? Bà nấu hả? Rồi hồi đó giờ ông có nấu cho bà ăn bữa nào không? Ông? Ít lắm, ít nấu lắm. Rồi như nhiều lúc
nhiều lúc bà có bệnh đau rồi đó, rồi rồi ông có nấu cho bà không? Bà có bệnh, có bệnh có gì có là thì bà nấu chứ. Dạ. Mình nấu cho nó ăn chứ. Nấu cho em yêu ăn chứ sao lại nó. Đúng không? Nấu cho em yêu ăn. À. Nấu cho em yêu ăn. Ông ha. Rồi nãy giờ ông cho gà ăn hả? Ờ. Gạo. À. Rồi nhiều lúc bà bệnh đau thì ông cũng xuống bếp đấy, nấu cho bà ăn bữa chứ. Lúc mà bà bệnh là mình làm đó chứ. Dạ, vậy là hai vợ chồng mới tình cảm đúng không? Mà không là bà cũng làm mà mình cũng làm đó chứ. Dạ. Ủa xong rồi cơ cơ. Bây giờ là bà chuẩn bị nấu món gì đây bà? Con để con xem thử là bà nấu món gì nha. Rồi lá đủ rồi. Là bà tính là nấu lá đủ là tính là ăn sáng hả? Dạ ăn sáng. Dạ. Sáng có ăn miếng nào gì hết. Từ đó đi, từ sáng đến giờ nè. Từ sáng đến giờ là chưa ăn gì hết. Chưa. Dạ. Thì chọn ra luôn. Lu ra. Bởi anh. Ờ, buổi sáng của ông bà có hai lá đủ thôi. Ăn được không? Ủa ông bà lấy cho con thêm cái muỗng nữa hả? Ăn được không? Ăn chung với nhà chứ. Rồi con dành ăn với ông bà làm sao? Rồi ăn người. Cởi đó ăn cho vui mà. Ăn con ăn nữa rồi ông bà sao đủ ăn. Thì cởi đó mình ăn đủ buồn mà, ăn đủ buồn buổi sáng. Dạ. Rồi ăn. Rồi lá đủ mà còn trái cây. Trái cây nó mọc không không kịp với ông bà luôn á. Ăn lá đủ cùng ông bà này cả nhà. Cái lá này là mình nấu ăn lạc lạc mà mình bỏ muối thì nó đắng hơn nữa. Dạ. Là mình cứ lá đủ là mình đi hái về. Rồi cái mình sắc nhỏ. Rồi bỏ vào xôn, mình nấu nước sôi trước rồi mình bỏ vào xôn. Rồi mình cứ luộc bình thường vậy rồi mình ăn thôi ông ha. Chứ rồi mình nêm gia vị vào thì nó lại càng đắng hơn nữa. Đắng hơn nữa. Dạ. Muối gì đó. Dạ. Thì mình muốn bỏ vô mình có là bỏ bột ngọt thì dạ. Mình ăn. Đôi khi nhiều lúc mình làm đơn giản như vậy thì nó lại hiệu quả hơn ông ha. Mấy cái đập cười đó mình ăn lại ra mình dạ. Ăn đỡ buồn. Dạ, Sơn Ngọc mời ông bà, cô chú anh chị cùng ăn lá đủ cùng với Sơn Ngọc và với lại ông bà nha. Lá đủ này cả nhà, sắc nhỏ này, sắc nhỏ này để như mình sắc rau hàng ngày mình ăn vậy đó cả nhà. Đấy rồi. Đang quá hả? Ăn sao được hả? Cái này mình ăn là không có tác hại cái gì hết. Mình ăn thì đáng, nhưng mà mình thấy thì rất đơn giản. Mà cũng như là chất lượng của dân tộc. Lắng cả nhà ơi. Hồi nắng thậm chí Sơn Ngọc không dám húp cái nước luôn á cả nhà. Nước thì đắng nhẹ nhẹ. Dạ. Thì lá thì đắng. Nước thì đắng nhẹ nhẹ hả bà? Lá đắng hơn hả bà? Lá đắng hơn. Ui. Mà mình nấu cái này để lâu là nước với lá thì nó đắng còn công bằng. Dạ. Mà bây giờ là mình nấu chút chút rồi vậy rồi bắt đầu lấy mình ăn thì là cái nước thì nó nhẹ mà lá thì nó nặng hơn nước đắng. Dạ. Là bây giờ là nước nó đỡ đắng hơn là là lá. Là bây giờ con húp thử miếng nước nha ông nha. Cho nó biết. Nước lá đủ cả nhà. Rồi, đắng sọc lên mũi rồi. Dạ dạ cho chỗ. Đúng rồi, thiệt sự là nước nó không có đắng bằng lá đâu cả nhà ơi. Ừ. Theo Sơn Ngọc nghĩ á, khi mà cái lá đu đủ của mình nấu ra như vậy thì nó sẽ ra cái chất đắng cùng với lại nước nó đúng rồi. Hòa lẫn vào thì Sơn Ngọc nghĩ là nước nó sẽ đắng hơn, nhưng mà đằng này là lá nó đắng hơn cả nhà. Tuy là mình luộc chung với nước rồi nhưng mà lá vẫn còn đắng, rất là đắng. Còn nước thì nó dịu hơn. Nhìn ông bà ăn thấy ngon cả nhà.
ở rùa thôi. Cái này là vài bữa nữa con cứ sáng sáng con cứ hái lá hai lá cái con luộc con ăn á. Nó kiểu như dần dần thì nó sẽ quen. Sẽ ăn cùng với lại bà con ở trên khu vực rừng núi của mình. Hết. Còn cái cái mà không đắng là mình quen ăn đắng rồi là mình có thèm hết chứ. Bây giờ mình ăn ớt ăn cải gì đó. Dạ, còn như bây giờ lâu lâu con đến con ăn á thì nó lại đắng quá. Con ăn không quen á, đắng. Tại không quen. Dạ. Chứ còn thiệt ra nếu như mà ông bà cô chú anh chị nào mà mình ăn quen cái lá đủ này nè, hằng ngày mình cứ ăn đi là nó tốt lắm cả nhà. Còn như có những cái trường hợp và những có những cái hoàn cảnh ở trên khu vực rừng núi cả nhà mình là họ không có cái ăn để mà họ chỉ hái lá đủ họ ăn, họ thay thế thôi cả nhà mình ạ. Còn có những trường hợp họ ăn quen rồi và họ ghiền thì họ có thể là hàng ngày họ vẫn hái họ ăn bình thường, kiểu như nó cũng chữa bệnh luôn á cả nhà ơi. Cái lá này mình nếu mà mình có là mình luộc cái lá này rồi mình bao cái củ mì mà mình đục mà ăn rồi hơn nữa là thịt là không có bằng. Dạ. Thì mình quen ăn đó. Dạ. Còn như hiện tại hoàn cảnh của ông bà đây á thì không có con, không có cháu, ở hai vợ chồng ở trong cái căn nhà như thế này nè cả nhà. Đấy, căn nhà là bằng tre truyền thống của những ông bà cô chú anh chị trên khu vực rừng núi. Và như ông bà thì cũng có đồ ăn như Sơn Ngọc hôm bữa giờ là cũng có thường xuyên lên đây thăm ông bà, cũng có mua cá khô rồi mua những cái món đồ nhu yếu phẩm lên gửi tặng cho ông bà. Nhưng mà ông bà sợ rằng là ông bà ăn hết, như là một ngày ông bà ăn 3 buổi thì ông bà ăn hết thì vài bữa nữa ông bà không có cái ăn nữa cả nhà. Cho nên là buổi sáng là ông bà sẽ ăn lá đậu đủ để mà dằn bụng, rồi trưa thì ông bà ăn mì tôm, chiều thì ông bà ăn mì tôm hoặc là nấu cơm để mà ăn thêm. Đấy thì như là ông bà sợ mình ăn hết đồ ăn á, thì sẽ ăn cùng lại với lá đậu đủ nữa. Thì như cả nhà mình cứ nghĩ hàng ngày 3 buổi mà ăn hết 3 buổi lá đậu đủ rồi á, thì rất là ngán luôn đó nha. Nhưng mà nó cũng không có no nữa, tại vì lá không à, nó đâu có chất gì đâu mà no. Còn có những ông bà có cái ăn nhưng mà họ vẫn cứ thích ăn lá đậu đủ, thì tại vì họ ghiền, cũng không thể thiếu trong cuộc sống. Như là lâu lâu mình ăn lá đậu đủ nè, hoặc là mình ăn thường xuyên thì nó cũng ghiền lắm cả nhà. Tại vì Sơn Ngọc cũng đi trải nghiệm ở trên khu vực rừng núi này cũng hơn 2 năm nay rồi, cho nên là Sơn Ngọc cũng tìm hiểu cũng khá là nhiều cả nhà. Ông bà ơi, như là mình ăn lá đủ nè, mà như mình bỏ khoảng cỡ 2-3 ngày mình không ăn á, ông bà có thèm không, có ghiền không? Có chứ, có thèm đắng á. Dạ, thèm đúng không? Dạ. Thèm đắng thì mình quen ăn rồi đó. Dạ. Như là mình trồng hay là mình xuống bán mình mua là cái ô qua là không bằng cái này đâu. Dạ. Ô qua sao mà đắng bằng cái này được? Cái này đắng hơn nhiều chứ. Ô qua là đắng như nhẹ. Dạ. Nhẹ mà nó không có mũ, cái này nó có mũ. Nó có mũ là nó đắng hơn cái kia. Dạ. Dạ, Sơn Ngọc cũng xin phép nhắc lại trong bà cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn. Vì có những hoàn cảnh họ không có cái ăn thì họ vẫn ăn lá đủ, và có những hoàn cảnh họ có cái ăn nhưng mà họ vẫn ghiền để mà họ ăn thì Sơn Ngọc chỉ tính là ở trên khu vực rừng núi thôi. Còn ở dưới thành thị thì như ông bà cô chú anh chị mình muốn trải nghiệm cái vị của món lá đủ mà ở trên khu vực rừng núi họ hay ăn á, ông bà cô chú anh chị ở trên khu vực rừng núi thì cả nhà mình cứ hái một hai lá gì đó rồi mình sắc nhỏ ra rồi mình luộc lên rồi mình ăn. Thì hiện tại Sơn Ngọc đang trải nghiệm thực tế nè, là lá nó rất là đắng, còn nước á thì nó hơi đắng nhưng mà nó dịu hơn một tí cả nhà mình ạ. Vì cả nhà mình nên nhớ là mình luộc là mình đừng có nên là nêm nếm gì hết, không nêm muối, không nêm tất cả những cái đồ nêm nếm, mình luộc chay như vậy thôi rồi mình ăn thì nó sẽ đỡ đắng hơn. Còn ở trên khu vực rừng núi là có một cái mẹo nữa cả nhà. Một là mình luộc lá đủ nè chung với lại lá cây bướm ở trên khu vực rừng núi. Hiện tại bây giờ là chỉ có lá bướm thôi cả nhà mình, là lá bướm là ở trên khu vực rừng núi có thôi, còn ở dưới thành thị là không có rồi. Đó là luộc chung với lá bướm đó là sẽ đỡ đắng đi một phần.
Hai á, là luộc chung với lại lá của cái cây điều non, cây điều hoặc là có tên gọi ở khu vực khác là cây đào lộn hột, là lá non nha cả nhà mình. Lá non mình luộc chung á, thì nó sẽ đỡ đắng hơn một phần. Hoặc là lá cây sung, lá non của cây sung. Đó là ba hiện tại Sơn Ngọc đang biết và trải nghiệm ba loại lá đó, cho nên là Sơn Ngọc mới dám chia sẻ đến cả nhà mình. Là một là lá bướm ở trên khu vực rừng núi, hai là lá cây điều hoặc có tên gọi là cây đào, ba là lá cây sung. Đấy. Cây sung, cái trái sung mà cả nhà mình hay thấy ngồi chợ người ta bán đó, hoặc là những cái ngày Tết nguyên đán họ hay đơm ở trên bàn thờ cả nhà mình đó, cây sung. Hiện tại Sơn Ngọc chỉ biết ba loại lá đó thôi, thì Sơn Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình. Và ông bà ăn no chưa? Không còn no nha, mình ăn đỡ buồn. Ăn đỡ buồn. Đỡ buồn hồi sáng á. Dạ. Nếu như mà 2-3 ngày ông bà không ăn cái này là ông bà sẽ nhớ, sẽ thèm. Bây giờ mình quen rồi đó. Dạ. Còn mà như ông bà không có cái ăn thì ông bà vẫn ăn cái này luôn. Vẫn ăn lá đủ luôn. Ăn luôn cái gì đó. Dạ. Ăn lá đủ mà cũng thèm ông bà ha. Thèm chứ, mình quen ăn thì thèm chứ. Dạ. Nhưng mình ăn từ nhỏ rồi á. Dạ. Ăn từ nhỏ đến đó mà quen ăn có thèm chứ. Dạ. Ăn không ăn mà cái gì mà ăn nữa. Dạ. ông bà cô chú chị mình dành tặng cho Sơn Ngọc ít phút nha. Và con cũng xin phép ông bà chờ con một tí, tại vì con sẽ chia sẻ đến ông bà là hôm nay là ai đã tặng những cái món quà này cho ông bà. Con là người thay mặt. Dạ. Hôm nay là con sẽ thay mặt một người cháu, cháu có tên là cháu Tính ở Đồng Tháp, gửi cho ông bà 200.000. Hôm bữa là con gửi tiền cho ông bà là ông bà vẫn còn giữ tiền chứ ha? Còn. Dạ, là lúc là hồi tối là con có gặp ông bà đi đi xuống dưới làng là ông mang 2-3 phân bò, bà mang 2-3 phân bò xuống dưới làng bán được 40.000. Dạ. Là bây giờ là cháu Tính gửi cho ông bà là 200.000 ông bà nha. Dạ, dạ đây. Đây là 200.000 nha cả nhà. 200.000 của cháu Tính ở Đồng Tháp gửi cho ông bà. Dạ ông bà cầm giúp con. Con Sơn Ngọc thay mặt cháu Tính ở Đồng Tháp gửi cho ông bà. Dạ. Rồi mới nãy là con có mang lên con gửi tặng cho ông bà một bao gạo 25 kg cùng với lại thịt và rau củ quả. Cái rau đó là con cũng quên mất tiêu rau gì. Con mua hơn 1 kg thịt với lại rau đó, thì với lại một bao gạo 25 kg nữa đó là cái món quà của chị Thí ở chợ mới gửi tặng cho ông bà nha. Thí hả? Dạ, chị Thí ở chợ mới gửi tặng cho ông bà. À, riêng chị Thí ở chợ mới là gửi tặng cho ông bà là một bao gạo 25 kg và một ký thịt hơn và rau để cho ông bà lát nữa nấu một đồ ngon để ăn ngày hôm nay. Dạ. Còn 200.000 này là riêng của cháu Tính ở Đồng Tháp ông nha. Dạ. Rồi ông bà giữ mua đồ ăn. Tiền ăn vô có làm gì đâu. Tiền cái gì. Ông bà vui không? Vui chứ. Ông Tính là ông phải mà lúc đi về xuống phòng răng khăm cho thằng Thiên bữa đó hả? Dạ không. Không nha. Không hả? Đâu. Ôi, ông cắt tiền đi ông. Ông cắt tiền đi. Chứ không phải là. Tay của ông làm gì mà bị chạy trước hết rồi? Không biết là cái này là không có đụng cái gì hết. Dạ. Tự nó xanh này. Tự ái luôn, tự lát luôn. Tự nó ra luôn. Dạ. Có gì đâu. Dạ. Như ông bà là chưa bao giờ là mình đi cắt tóc hay là thế này kia luôn hả? À, trên này hả? Dạ. Có chứ. Cắt tóc hả? Như ai cắt tóc cho ông bà? À, thì cởi đó, bạn bè mình ấy là... Bạn bè tự cắt. Để cho nó cắt. Là cắt qua cắt lại. Như ông bà ở trên đây rồi bà cắt cho ông cắt cho bà. Đâu, bà cũng biết cắt đó. Ai nhuộm tóc cho bà vậy bà? Ai nhuộm tóc cho bà vậy? Hay là tóc tự nhiên của bà? Nhuộm tóc chứ. Tại mà mình hết lớn rồi là tóc phải tăng hết chứ. Dạ.
rồi mua thuốc nhóm lại này cho nó đen đen này, bắt đầu nó sẽ ra cái gốc này tán lại rồi. Dạ, là những tóc tại vì hiện tại bây giờ là tóc của bà là bạc trắng hết rồi, là cái bà đi mua thuốc nhuộm đen. Dạ, ai nhuộm cho bà? Ông mình, à? Mình hay ông nhuộm cho bà. Ông nhuộm cho bà tóc đen để cho đẹp gái ông ha. Coi. Cho nên để trắng vậy nó ngứa lắm. Để trắng nó ngứa, còn để đen là không ngứa. Không có ngứa. Dạ, sao kỳ vậy nhờ ông? Sao kỳ quá. Là bây giờ là hiện tại tóc của mình là đã trắng hết rồi. Mình cứ để trắng hết luôn á là nó ngứa. Ngứa lắm. À, bây giờ là mình nhuộm đen lên là không ngứa. Đen thì nó đỡ một chút. Dạ. Là về là ông nhuộm lên để cho bà xinh xinh. Còn ở phần đuôi con thấy nó vàng vàng á, là mình nhuộm vàng hả? Cái đó thì nó dựng cái chỗ mình nhuộm đây nè. Dạ, là con nghĩ chắc đi nắng quá nó vàng quá. Đâu, không phải đâu, tưởng không phải đi nắng đi bụi đâu. Em hay đi nắng đi bụi. Tưởng nó xinh vậy á. Dạ, tự vàng. Sao ông không nhuộm luôn? Cởi đó. Ông nhuộm luôn cho đẹp trai. Cởi đó, để cho nó ngứa ngứa mình. Để cho sáng đang. Chả làm nên đâu phải vậy nè. Mãi mà xin. Dạ, ông bà ơi, thì bây giờ con xin phép ông bà con đi về nha. Để cho ông bà chuẩn bị nấu đồ ăn nữa. Thịt ông bà để lâu quá nó hư đó. Nó ương á. Nha ông bà. Đâu. Dạ. Tay ương đâu, lát nữa bà làm. Dạ thì em Sơn Ngọc cũng xin phép thay mặt ông bà, em cảm ơn cháu Tính ở Đồng Tháp gửi tặng cho ông bà 200.000 và em cảm ơn chị Thí ở Chợ Mới đã gửi tặng cho ông bà những cái phần quà nhu yếu phẩm. Dạ, em chúc cháu Tính ở Đồng Tháp và chúc chị Thí ở Chợ Mới luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn ông bà, cô chú anh chị mình đã dành thời gian vi bóng đó xem video của Sơn Ngọc nha. Cả nhà mình ơi, đừng quên ủng hộ cho Sơn Ngọc một like và một lượt đăng ký kênh. Và có thể là chia sẻ video để mà ủng hộ tinh thần cho Sơn Ngọc ạ. Sơn Ngọc hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye ông bà ơi, bye bye. Bye bye.